xin bà con im lặng, im lặng. Ê, dạ. Tèo, ngồi xuống cho tao coi cái mày. Bà nắm chậu, bộ muốn thi sao đứng lên hoài, không ngồi xuống làm cho tôi coi cái bà nắm chậu. Hay quá, thắng nữa rồi, vỗ tay. Không cam rồi, xuống cho người khác lên đi, tám cò ma ơi. Dạ, dạ kính thưa quý vị, kính thưa bà con cô bác, bây giờ xin mời bà con cô bác im lặng. Dạ kính thưa bà con, như bà con đã nghe thấy đó, nãy giờ anh ba cố tình nhân nhượng nhưng tám tôi vẫn không vượt qua nổi. Đến câu thứ năm này, tám cò tôi tiếp tục bị anh ta đo dáng hạ gục với tỷ số là 3-2. Và bây giờ là câu cuối cùng. Xuống đi, không cam, không cam, xuống đi. Xuống đi. Im lặng, im lặng, im lặng đi. Dạ, xin mời bà con hãy im lặng tất cả, lặng im. Dạ, hôm nay là ngày tôi hỏi vợ cho. Ôi, ba Tây cưới vợ chứ không phải là cưới cho con ổng. Dạ, không phải, tại vì tôi bị nứt cục. Cho tao miếng nước coi. Đây, anh ba. Vô miếng nước đi anh ba. Gà này phải vô nước mới nói được. Nói đi anh ba. Dạ, tôi hỏi vợ cho thằng con trai tôi chứ không phải cho tôi. Bởi vì hồi nãy tôi bị nứt cục cho nên tôi ngắt lời. Xin bà con đừng có hiểu lầm. À, anh ba mà chịu cưới thiếu gì người ưng phải không bà con? Dạ bà con đừng có xúi dại làm cho ba Tây tôi nôn nao khó chịu. À, ba Tây muốn vợ kìa. À, đây có ai ưng không? Có không? Dạ kính thưa bà con cô bác, nhân ngày vui của thằng con trai tôi, Tám cho tao miếng nước nữa Tám. Trời ơi, uống hoài vậy trời. Và cũng để cho cây nhà lá vườn của mình có dịp trổ tài, nên tôi bày ra cái cuộc thi hát đố này cho thêm phần xóm tổ. Vui quá hen bà con hen. Dạ, bây giờ chúng ta trở lại với phần thi cuối cùng giữa tám cò và anh ba. Nếu mà tám đây nè, tám tôi á, mà may mắn thắng được cái câu này á, thì việc phân ngôi thứ á, sẽ được tiếp tục bằng một câu nữa. Còn nếu như mà... Thôi, còn nếu như gì nữa, chú mày cũng tài lắm, ráng gỡ về câu này cho vui nghe. Chú mày chuẩn bị, tôi bắt đầu à. Rồi, tám tôi đợi đợi anh. Ráng phi ngựa rượt theo, vì cái chị già trắng như bông, mặt tô hồng quá xinh, ai mà nhận được. Tâm trạng mừng lo, đó là chi vậy? Nghiệm đi thằng Tám chắc ăn rồi hả trả lời. Này anh đố tôi câu này, vật hay người? Xúc vật dụng mày ơi, mà đâu khó khăn chi nào. Ở đây nè, gắn nghiệm gỡ quê đi. Khoan, à, khó à nghe, từ nghe. Da trắng mặt lại tô hồng, để coi đẹp như cô gái 18 đôi mươi vậy đó. Đẹp mà sao nhận được lại mừng rồi lại lo vậy mày đố chứ. Ở đây ai cũng có nó hết, mày cũng có nó nữa, trả lời đi. Cái gì vậy trời? À, không lẽ là rượu cưới hả? Cái thằng này tối quá, ráng động não một chút coi. Thôi thua, nghĩ không ra ông ơi. Đầu hàng đại ca ơi, là cái thiệp cưới chứ cái gì. Đã nhắc khéo rồi còn nghiệm không ra nữa. Mày sao yếu quá. Trời ơi, tức thiệt là tức à. Vậy mà nghĩ không ra, ngu quá trời đất. Tại vì tao muốn mày gỡ quề cho nó vui thêm, nó sôi nổi thêm. Ai dè, thiệt hết biết mày luôn. Dạ thưa bà con, tám cò tôi á, thôi á, lại thua một lần nữa rồi. Lần này là lần cuối cùng rồi, lần thứ 99 rồi. Mà còn xui quá, không chiến thắng được ổng. Thôi bà con cho một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc cho ông xui trai coi nào.
bà con. Đó, 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 vậy là anh Ba Tây á, đã chiến thắng là đoạt chức vô địch rồi nghe, hoan hô bà con. Dạ cảm ơn bà con. Dạ tại không có ai nên Ba Tây tôi mới vô địch. Nói vậy nghe sao được anh xui. Còn chín nút rồi đây anh chay. Có xui trai phải có xui gái mới là sống hỷ chứ. À có rồi bà con ơi. Người cuối cùng thứ 199 là bà xui gái đang từ từ tiến về sân khấu. Bà con mình cho một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt. Mừng thí sinh đặc biệt này, bà con vỗ tay. Hay quá, anh chính này quá, quá. Ây da, dám lên đây, chị xui này chắc không phải tay vừa, phải đánh phủ đầu mới được. Ô, người thứ 100 lên tới rồi. Chào chị Chính. Chỉ có câu chuyện chọc cho cười chút chơi, chẳng có chuyện chi cần cái cú. Còn chị Chính có cần cầu cảnh chăm trước chiều chuộng, cứ chậm chân chuồng. Chẳng cần có cẳng chạy cho con cháu cười chúm chím. Dữ hào. Chưa chi mà anh xui tấn công chút nhoáng quá vậy ta. Dạ thưa bà con, chúng ta vừa nghe lời chào của ông xui trai gặp gỡ bà xui gái thật là tuyệt vời. Và đó cũng là chiêu đầu tiên trong cuộc hội ngộ hiếm có này. Trong khi chờ đợi sự linh hoạt ứng xử của bà xui gái trả lời không khoan nhượng ông xui trai trong cuộc thi Ai Sao Tôi Vậy này, chắc chắn sẽ sôi nổi và hào hứng. Chúng ta phải làm gì đây? Một tràng pháo tay ủng hộ cho chị Chính. Đúng. Một tràng pháo tay để nung núc tinh thần của xui gái. Vỗ tay tiếp. Cảm ơn. Cảm ơn bà con đã ủng hộ. Chính nút rùi này quyết sẽ không phụ lòng bà con. Anh xui nè, đừng có thấy xui gái mặc hoa da phấn má lúng chín cái mục rồi mà tưởng là dễ ăn hiếp bà nghe. Coi ngon vậy đó. Chứ anh xui đừng có dội nuốt, coi chừng mắt nghẹn nghe anh xui. Ây da, chị xui dữ dội nghe. Đủ xài thôi anh xui ơi. Lặng lặng mà nghe chính tôi đáp lễ đây nè. Có chuyện cần chơi cứ chơi, có chuyện cười cứ cười. Chẳng cần cầu cạnh, chẳng cần chăm trước, cũng chẳng cần chiều chuộng, chẳng cần coi chân coi cẳng cho chắc cú. Cứ coi chẳng có chuyện chi. Cần chi cọc cần các chúa chanh chua cho con cháu cười. Câu chuyện chơi chỉ cần chọc cười, chứ chưa chắc chính co cẳng chạy. Chính chỉ cười chúng chiếm chững chạc chờ chung cuộc. Chẳng cần cầu cạnh chiều chuộng chăm trước, cứ chơi cả cùng coi chính có chạy chăng. Quá đã bà con ơi. Vỗ tay. Dạ chị xui này quá cỡ thợ mộc hen. Bà con thấy sôi nổi chưa? Ngay cái chiêu đầu xui trai đã tấn công chớp nhoáng xui gái, thì với đề tài đối đáp bằng chữ C, nhưng kết quả thật là bất ngờ. Xui gái đã hiên ngang quật lại xui trai xiển miễn sủi lơ cán cuốc, giành chiến thắng 1-0. Bà con cho tràng pháo tay. Rồi rồi, trật tự im lặng. Và bây giờ thì bên xui gái có quyền ra đề trước. Dạ xin mời chị Chính. Anh xui chuẩn bị tinh thần đi, kẻo bị đo gián lần nữa kỳ lắm nghe anh xui. Chị cứ sức chiêu đi, đây sẵn sàng mà. Chính nút mà gặp Ba Tây nha, lây quay xà quầy đó, coi ai ngã ngựa nè. Đừng có thừa thắng dùng kế áp đảo tinh thần, khó ăn lắm chị xui ơi, sức chiêu đi. Có cần châm trước chút chích gì không anh xui? Nếu chị cần thì lên tiếng đi, tôi chẳng có hẹp lượng gì đâu chị xui ơi. Vậy tốt, chuẩn bị tiếp chiêu thứ hai nè anh xui. Tía em hừng đông đi cài bừa, má
em hừng đông đi cài bừa, tía em là một người nông dân, má em là một người nông dân, cùng sống trên đồng bao la. Tới anh xuân. Tới tôi hả? Còn ai vô nữa, đầu tư trí tuệ vô, đem chất xám ra anh xui, lẹ anh xui. Ôi, dễ ợt, dễ ợt. Nhắc hoài ca đi. Nghe nè. Tía em chiều hôm đi từng nhà, má em chiều hôm đi từng nhà. Tía mua rồi cột từng bao to, má mua rồi cột từng bao to, bán cho người ta ăn hết. Không được, không được. Anh đáp ăn trớt hết trơn rồi. Thua đi ông nội. Sao thua được? Tôi đáp trúng ngay bon, sao thua? Ăn tét hết trơn cho trúng hồi nào. Tôi hỏi anh nè, tôi hát là về đồng lúa, thì anh phải hát đáp lại cũng về đồng lúa, hay là gạo trắng trăng xanh gì đó. Đằng này anh đáp lại chẳng có hơi hám ruộng đồng gì hết trơn á. Vậy không chịu thua là sao? Chị nghe là sao mà nói tôi không có hơi đồng ruộng gạo trắng trăng thanh là sao chị số cô? Thấy tôi hát á, tía em hừng đông đi cài bừa, má em hừng đông đi cài bừa, có phải là hình ảnh đó anh dòm vô là anh thấy đồng ruộng liền, thấy không? Còn anh tự nhiên anh hát á, tía em chiều nay đi từng nhà, má em chiều hôm đi từng nhà, đi đâu đi ăn trộm mày làm gì? Đi từng nhà làm gì? Nhiều chuyện không mà có đồng ruộng chỗ nào đâu mà nói là không không thua. Trời ơi, vậy mà cũng bày đặt đối đáp. Tôi hỏi chị nè. Hỏi gì? Những người nông dân người ta gian nắng dầm mưa, còng lưng cuốc đất, cày bừa gieo trồng cấy mạ, đó cực khổ người ta biết chừng nào không? Chờ cho đến mùa lúa chín đặng làm gì? Anh hỏi lãng nhắc đâm hơi quá à. Thì chờ gặt đặng đem bán cho làm gì? Bán. Bán thì phải có người mua, mà muốn mua thì phải đi từng nhà. Bởi vì ban ngày nông dân người ta ra ruộng hết rồi, đâu có ai ở nhà, phải đợi tới chiều hôm sẩm tối người ta về mới gặp mà cà kê thăm lom dặn mối. Cứ như thế mà đi từng chiều hôm, chiều hôm, chiều hôm, chờ gặt hái xong mới thu mua. Phải vậy chứ sao, không mấy người ta bán mối khác rồi. Vậy thì tía em chiều hôm đi từng nhà, má em chiều hôm đi từng nhà, để thu mua lúa rồi chà gạo bán. Đó, có hơi đồng ruộng không vậy chị xui hen? Thì sao? Thôi tôi cho anh què đó. Tôi thắng rõ ràng mà sao chị cho được chị xui? Chị hát lúa tôi đáp gạo là nhất xứ con vịt đẹp rồi, phải không chị xui? Đường còn dài mà anh xui. Anh liệu anh giữ hồn anh đi. Giáo đầu á, chị đè tôi, bây giờ tôi đè lại. Trời ơi trời, xui da mà ăn nói gì kỳ cục vậy. Tự nhiên cái anh đòi anh đè tôi, nói gì bậy bạ vậy nè. Mắc cỡ muốn chết luôn. Trời ơi là trời, chị xui mắc cỡ đẹp ghê hồn ta ơi. Thôi thôi anh xui ơi, lo xuất chiêu đi. Ở đó mà nó bậy không à. Vị chiêu này tôi đố ngang, ráng mà chống đỡ nghe chị xui thân mến. Nghe cái nè chị xui, nghe rõ nè chị xui. Cái chi có quả mà chẳng có cây, ăn vô nổi giận căm hận cả ngày. Đố gì quá dở, đó là quả đấm có phải không anh xui nè. Gái thua rồi, giờ đây tới tôi. Chị xui đố đi tôi chờ, còn lâu mới thua. Nghe nghe, lắng nghe rồi nghiệm đi. Sẵn sàng. Không biết nhầm bệnh chi, thằng em lưng nóng, lưng nóng luôn luôn. Im lại lạnh, cứ lạnh triền miên, chẳng buồn chẳng khổ, em luôn ăn uống. Anh thử đoán xem nào, xem nào, em là chi hỡi anh. Trời ơi cái con chi mà lần đầu tiên mới nghe. Xuất vật dụng mà anh xui, đồ xài trong nhà chứ không phải con đâu anh xui ơi. Cái gì ở trong nhà mà lưng nóng bụng tim lại lạnh cả? Sao không đáp được phải không? Làm gì mà ngẩn tò tè ra vậy? Để từ từ người ta suy nghĩ chứ. Cái gì vậy ta? Cái gì kỳ vậy? Lưng luôn nóng bụng tim lại lạnh là cái gì á? Lại cứ ăn uống không buồn không lo nữa. Sao người ta đứng nhìn trời hiu quạnh vậy kìa anh xui? Thì làm là
từ từ nói, làm gì mà hối dữ vậy? Không dám đâu, không dám hối anh xui đâu. Nhưng mà anh suy nghĩ cái gì mà dài thòn như xe lửa vậy anh xui? Tại chị chứ ai. Mới suy nghĩ gần ra, chị nói làm tôi phân tâm quên mất mẹ nữa nè. Chứ không phải bí rồi. Bí sao được bí? Tại tôi suy nghĩ chưa ra chứ bộ. Nó bí rồi đó, anh nghĩ tới mai cũng không ra nữa anh ơi. Thua đi anh xui ơi. Thua sao được, tôi chưa có bí mà. Vậy nó là cái gì? Đó là cái gì? Trời, tôi đố anh chứ bộ, sao anh hỏi tôi? Chị chịu thua người ta tôi mới hỏi chứ. Đó là cái gì? Chính là cái tủ lạnh. Sao là cái tủ lạnh được hả? Anh vô nhà đi. Anh vô nhà rồi anh rờ sau lưng tủ lạnh á. Anh coi có phải không, lúc nào nó cũng nóng hết á. Mà ở trong tủ lạnh á, anh mở ra đó anh thấy không, lúc nào nó cũng lạnh á. Không lạnh á thì tốn tiền kêu thợ tới sửa rồi. Còn đồ ăn thức uống anh để vô bụng nó đó, là nó có lạnh liền anh thấy không. Có phải là nó ăn uống không? Đó, nó là đồ vật thì đâu có phải lo buồn gì đâu, phải không anh xui? Trời ơi trời, nó tức ơi là tức. Trước mắt mà nghĩ không ra, nó dễ như là đồ bỏ vậy đó. Thôi thôi mà anh ba ơi, em cứ đứng anh cằn nhằn hoài sao được. Hồi nãy giờ, thôi giờ tôi đề nghị anh xui chị xui gian ra. Hồi nãy giờ cứ đố qua đố lại hoài à, thấy không? Mà cũng thấy mệt rồi. Bây giờ tôi đề nghị á, anh xui chị xui tìm cái gì mới coi. Bây giờ biết cái gì mới? Rồi. Bây giờ để tôi suy nghĩ coi. Bây giờ về đi. Bây giờ tôi đề nghị, bây giờ muốn tiếp tục nữa đó, đi chỗ khác đi. Chỗ này, chỗ này tôi bị ám quá. Đi đâu? Xui quá tôi thua. Bây giờ ra trước đi. Ra trước tôi suy nghĩ có cái mới. Đi chứ đâu có sợ anh đâu. Đi. Đây. Đó, bây giờ ra đây nè, sáng sủa nè, đầu óc tôi nó mới minh mẫn, mới thông minh nè. Đó. Thông minh rồi làm gì? Rồi, có cái mới rồi. Mới gì? Bây giờ về nghe. Thôi, anh cứ giờ dày hoài à. Anh làm cái gì anh làm đại, anh cứ giờ dày làm sao? Hả, bây giờ anh làm đi. Mày giỏi mày vô mày làm đi. Mày tào lao chết mẹ luôn rồi. Đứng qua đi, để tao chị xui tao làm việc. Bây giờ về nè chị xui. Bây giờ á, tôi kể cái gì kỳ vậy? Nãy giờ mà cứ bây giờ hoài à. Anh ba, bây giờ mình chơi trữ tình đi anh ba. Chơi trữ tình đi. Từ, để anh ba mày làm việc. Đó, bây giờ tôi kể cho chị nghe một chuyện tình lâm ly bi đát bằng một chữ T thôi. Đó. Cái gì? Ca một câu vọng cổ bằng chữ T thôi. Trời ơi trời. Chị phải đáp lại với tôi một câu bằng một chữ. Chữ gì cũng được, tùy chị. Trời ơi trời. Ê, khoan. Không có khoan dù gì hết. Đứng đó nghe nè. À. Tiết thu trời thăng tâm chẳng thanh thủy, trần trọc thẫn thờ thắt theo. Trong tim tưởng tư thương tiếc thở trao tình. Tận thề thốt trọn tình thương thủy, tận nghe thiên thu trân trọng thâm tình. Tha thiết tân trao thủy trỏ trăng thanh, thầm thỏ thẻ thề thương tân tới tận thế. Tình thủy tân chân chu từ từ thấm tới tận thủy tưởng thiên thu. Thâm tiệt trơ chịu thay, tánh tân thối tha tán tận thích thay tình. Đó, tới chị đi chị xui. Tôi xong câu rồi. Từ. Có rồi đây nè. Cô chi chăm chú coi cảnh chàng chim chích chè chờ chim cái. Càng cảm cảnh cô chi càng chảnh cảm cái chuyện chưa chồng của cô cũng chua cay. Chàng cảnh cổ cò cảm cô chi, cô chi cũng cảm chàng cảnh cổ cò. Chiều chàng cảnh cổ cò chở cô chi chạy chơi. Cô cậu cười chán chứa. Cái
chiều cuối cùng chung cuộc. Cảnh của cò chó chết chắp cánh chuồng, cú chi cúi cúc chiều chiều cứ quay cánh chàng chim chích chè chờ chim cái cô cười chúa chát cho cây cánh chưa chồng. Xin lỗi anh nè nha anh xui, xin lỗi anh nè nha. Đây nè, một bụng nè anh xui. Bái phục, trời ơi cái bà này sao có chuyện gì bà cũng biết hết trơn vậy trời. Thôi, thôi giờ gì làm bài nữa. Thôi, chưa phân thắng bại mà. Anh ba, can giùm tao đi chứ tao thua. Thấy càng ngày anh càng đuối quá anh ba. Tao cũng thấy vậy. Không được đâu, thôi mình hẹn khi khác đi. Mình để lại hôm đám cưới đi rồi đó. Mình thi tiếp. Bây giờ mình về mình luyện đi anh. Rồi, thôi về đi, thôi về đi. Dạ. Sao bây giờ sao anh xui, sao? Dạ, thưa bà con cô bác, coi như cái cuộc vui hôm nay coi như tạm chấm dứt. Hẹn lại ngày đám cưới của con tôi. Bây giờ coi như trước khi chia tay, tôi với chị Xu tôi cùng với anh em ở đây hát một bài tặng cho cô bác bước sang năm mới vui vẻ. Được không chị Xu? Được. Bắt đầu nghe anh Xu. Bắt đầu. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng, cất tiếng hát reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn, chào đón xuân sang.